xin chào tất cả các bạn. À, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn tổng hợp số liệu báo cáo trên phần mềm kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại và kinh doanh dịch vụ. Bạn lưu ý là khi chúng ta à, tổng hợp số liệu Cho một cái doanh nghiệp mà kinh doanh thương mại và dịch vụ thì ý, cái điều đặc trưng của 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 các cái doanh nghiệp này là nó không nó không uh, không có những cái vấn đề phức tạp như là tập hợp chi phí giá thành các bạn thấy là à, đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thì chỉ có mua vào bán ra và một số các cái điều kiện như là chiết à, khấu thương mại chiết khấu thanh toán rồi là các cái khoản à, hàng bán bị trả lại hoặc là người à, hàng bán bị trả lại hoặc là trả lại hàng cho nhà cung cấp sau khi chúng ta cập nhật tất cả các loại tài sản cố định cho nên công cụ dụng cụ phân bổ và các cái chứng từ như là chứng từ thu chi tiền mặt tiền gửi và các cái khoản tiền vay rồi là bán hàng mua hàng đồng thời sử dụng phiếu kế toán để hạch toán các cái bút toán như là bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn rồi là các cái bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn sẽ thấy là trên chương trình việc đầu tiên chúng ta muốn tổng hợp số liệu chúng ta phải vào xem bảng cân đối phát sinh cái này tài khoản ở đây chúng ta thấy là trong cái quá trình cập nhật số liệu thì các bạn có thể thấy là À, như tôi ví dụ ở đây thì có thể có các cái trường hợp như là à, trường hợp như là cái tài khoản tiền mặt nó dư bên có, tài khoản ngân hàng nó dư bên có. Các bạn lưu ý là khi các bạn vào số liệu rồi ấy, thì những cái tài khoản như tài khoản đầu 1, đầu 2, đầu à, đầu tài khoản hai tức là các cái tài khoản đầu 1 thường không thể có à, số dư bên có và những cái tài khoản như tài khoản 131 thì có thể có tài khoản dư bên có Nó là trong các cái trường hợp như là các bạn thấy là uh, trường hợp số dư bên có là trong các cái trường hợp như là uh, doanh nghiệp uh, này kinh doanh nhưng mà lại người mua hàng người ta đặt cọc trước tiền rất nhiều và sau đấy người khách hàng cứ lấy hàng dần dần và không phải là lấy một lúc và cái tiền đặt cọc để lấy hàng là cái tiền mà thường nó là dư bên có thường cái tài khoản 131 thì các bạn thấy là khi mà các bạn khi mà các bạn à, à, nhìn trên cái tài khoản này thì Ừ, nếu không có gì bất thường thì lúc nào số dư bên nợ cũng lớn hơn là số dư bên có và đối với cái tài khoản 331 cũng thế các bạn sẽ nhìn thấy là à, gần như lúc nào cũng là số dư bên có và à, nhiều hơn số dư bên nợ cái lý do mà ở trên cái bảng cân đối phát sinh tài khoản mà chúng tôi à, đưa ra cho các bạn là à, không không bù trừ cái cái bảng cái cái tài khoản công nợ. Thế thì các bạn có thể thấy là trong chúng ta thoát ra, chúng ta thấy là chúng ta ở đây chúng ta có thể chọn là cái có bù trừ cái số dư công nợ và bù trừ các số dư tất cả các tài khoản. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thường chúng ta không 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 xem ở cái trạng thái này. Có một số người làm cái toán theo cái kiểu cũ thì người ta có thể <laughs> xem số dư tài khoản công nợ một bên nhưng mà thường thì người ta xem số dư công nợ hai bên vì cái số dư công nợ hai bên nó thể hiện rất rõ là ví dụ như tài khoản 131 thì cái tài khoản này ví dụ cái số dư bên nợ của tài khoản 131 là cái khoản khách hàng còn nợ mình và cái khoản dư bên có là cái khoản mà khách người mua trả tiền trước các bạn thấy là cái số dư này nó sẽ nằm ở bên phần nguồn vốn của cái, cái bảng cân đối kế toán và cái tài khoản 331 cũng thế, tức là trong các cái trường hợp nếu cái phần mà số dư nợ ở tài khoản 331 thì chính là cái phần trả trước cho người bán và cái phần um, dư bên có chính là cái khoản chúng ta còn nợ của người bán. Và chúng ta để tổng hợp được cái số liệu này thì các bạn lưu ý là cái quy trình của chúng ta để tổng hợp số liệu chúng ta sẽ phải vào đầu tiên là chúng ta sẽ phải tính cái giá vốn của hàng hóa xuất kho cái hàng hóa xuất kho là bao gồm cả xuất bán và bao gồm cả xuất nội bộ để sử dụng sản xuất các cái loại hình dịch vụ như là gia công rồi các cái đơn vị như là đơn vị kinh doanh nhà hàng người ta thường hay sản xuất các cái gọi là hàng ăn tự chế thì các bạn lưu ý là à, khi ví dụ như đối với nhà hàng ấy, thì các bạn thấy là trong các cái trường hợp như là à, khách hàng vào đặt Uh, các cái uh, món ăn và các cái uh, các, các, các cái loại thức ăn Thì chúng ta thấy là uh, Khi chúng ta xuất hóa đơn Chúng ta chỉ xuất có một dòng là Ví dụ như dịch vụ ăn uống Hoặc là uh, như thế nào Và có các cái bảng kê kèm theo Dĩ nhiên là đối với các cái loại um, Ví dụ như các cái loại đi cùng như là À, rượu bia nước giải khát thì đấy cũng chính là những cái nguyên vật liệu được phục vụ cho một cái bữa ăn đấy gọi là dịch vụ và các bạn đấy là chúng ta không xuất bán những cái loại hàng hóa đấy và chúng ta chỉ ý, kết hợp những loại hàng hóa đấy để trở trở thành một cái bữa ăn cho khách hàng đặt như vậy là cái nguyên cái cái nguyên vật liệu để 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 phục vụ cho cái dịch vụ của mình đấy chính là cả cái cái loại như thế và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ tính giá trung bình và những cái xuất kho từ cái phiếu xuất nội bộ thì nó sẽ vào tài khoản 154 và cái xuất bán hàng thì nó sẽ là vào tài khoản 632. Đấy, các bạn lưu ý là như thế, chúng ta tính giá trung bình. Ví dụ ở đây chúng tôi nhập số liệu của tháng 1 thì ý, trong cái phần toàn bộ về cái phần cập nhật tài sản và cố định công cụ dụng cụ thì trong quá trình chúng tôi ý, chạy thử phần mềm và hướng dẫn qua cái phần mềm này thì ý, chúng tôi đã lấy ví dụ và có thể ý, xóa bỏ đi trong quá trình làm việc nhưng các bạn lưu ý là chúng tôi chưa hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể tổng hợp số liệu bằng cách tự động ở đây chúng ta xem lại bảng kết đối phát sinh tài khoản thì chúng ta nhìn thấy là sau khi chúng ta tính giá trung bình xong ấy, thì chúng ta thấy là tài khoản 154 phát sinh nợ là à, 525.000 và chúng ta lưu ý là cái 154 này sẽ kết chuyển lên 632 hết vào cuối kỳ và không có rửa giang như vậy chúng ta có thể thấy là ở đây là 7 triệu rưỡi cộng với 5 .000 thì có thể các bạn lấy khoảng 8 triệu như vậy trong cái khoảng 8 triệu đấy Các bạn thấy là à, đó là một cái khoản giá vốn và chúng ta nhìn thấy cái tài khoản doanh thu ở đây là 16 triệu đồng thời cái chi phí quản lý là nó lên đến 34 triệu chi phí quản lý kinh doanh nó lên đến 34 triệu thì các bạn có thể nhập một cách nào đấy đơn giản như là các bạn có 8 triệu ở đây là 34 triệu là 42 triệu với cái số doanh thu của các bạn ở đây là 16 triệu thì các bạn như thế như thế các bạn sẽ thấy là doanh nghiệp sẽ lỗ lỗ là trong các cái trường hợp doanh thu này thì được có 16 triệu trong khi chi phí cộng với cả 8 triệu giá vốn nữa rồi là chiết khấu thương mại nữa rồi là các bạn thấy là như thế là doanh nghiệp lỗ thế thì trong các cái trường hợp này tôi sẽ đổi lại cái cái cái, cái doanh thu này để cho nó tăng lên tăng lên khoảng tăng lên khoảng 40 triệu tức là mục đích của tôi ở đây là để đưa ra một cái trường hợp là là đưa ra cái trường hợp là à, doanh nghiệp lãi để hạch toán cái thuế thu nhập doanh nghiệp cho các bạn xem chúng ta ấn F5 ở tài khoản dòng tài khoản này chúng ta chọn tài khoản à, xuất bán hàng hóa ở đây chúng ta thấy là cái số lượng chúng ta xuất ví dụ chúng ta chỉnh lại cái giá vốn ở đây cái giá vốn ở đây có thể là 20 chúng ta thấy là giá vốn à, giá ở đây chúng ta xuất ra một triệu rưỡi chẳng hạn thì các bạn thấy là cái cái tiền hàng nó tăng lên 30 triệu ở đây chúng ta xuất khoảng là à, 800.000 với cái giá bán như thế mục đích của tôi khi 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 hạch toán cái này là có nghĩa là à, để làm sao cho 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 cái cái số doanh thu nó lớn hơn để chúng ta hạch toán cái uh, thế thu nhập doanh nghiệp ở đây chúng ta thoát ra chúng ta chạy lại chương trình chúng ta thấy là cái doanh thu đã lên đến 54 triệu như vậy là đảm bảo cái việc là doanh nghiệp đã có lãi và chúng ta thấy ở đây chúng ta cần xét thêm một vấn đề nữa, tất nhiên là các cái tài khoản như là 214 là chi phí khấu hao và 242 à và 142 là các cái khoản chi phí trả trước, công cụ dụng cụ để phân bổ sang trong kỳ thì các bạn thấy là chúng ta sẽ làm trong phần tài sản và phần công cụ dụng cụ thì nó sẽ kết chuyển sang ở cái phần này. Và chúng ta tôi sẽ lấy ví dụ đơn giản các bạn cập nhật một cái tài sản 0101 ở đây ví dụ như máy nhóm tài sản là 01 đi à, lý do tăng là mua mới 0101 2014 0101 2014 số kỳ khấu hao là 120 tháng ở đây bộ phận tài khoản tài sản là bộ phận à, bán hàng tài khoản tài sản là 2111 và tài khoản khấu hao 2141 một và tài khoản chi phí là 641 chẳng hạn như thế 6421 là chi phí bán hàng chúng ta có thể thấy là ở đây tôi ví dụ như là mua cái tài sản này bằng vốn tự có với nguyên giá là à, 145 triệu thì các bạn enter các bạn sẽ thấy giá trị khấu hao mỗi kỳ là một triệu hai như vậy trong tháng một khấu hao một triệu hai ở đây chúng ta cập nhật thông tin về một cái công cụ dụng cụ ví dụ như là máy tính ở đây công cụ là nhóm công cụ số lượng một cái lý do tăng là mua mới ngày một không một 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 số kỳ phân bổ là 24 tháng ở đây các bạn thấy là tài khoản phòng quản lý và văn phòng ty à 1531 à 242 à 6422. Các bạn chọn nguồn vốn là vốn tự có. Các bạn ở đây các bạn có thể lấy bộ vài máy tính này là 15 triệu. Chỉ nhiên là theo cái quy định mới bây giờ các bạn thấy là cái mức độ mà cái tài sản phải là trên 30 triệu thì mới được tính là tài sản còn dưới 30 triệu đều được tính là công cụ dụng cụ. Chúng ta lần lượt thực hiện các cái chức năng để tổng hợp số liệu như sau. Đầu tiên chúng ta tính giá trung bình, sau khi chúng ta tính giá trung bình xong chúng ta bắt đầu tính khấu hao tài sản cố định. Ở đây các bạn lưu ý là đối với cái tài sản cố định thì nó có doanh nghiệp thương mại thì nó có một cái rất hay là nó có thể phân bổ tự động. Chúng ta vào bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định ở đây, chúng ta ấn 4 thì chương trình sẽ tự động định khoản là tài khoản nợ 246421 và tài khoản ghi có là tài khoản này. À, chúng ta tính công cụ dụng cụ, tính mức phân bổ công cụ dụng cụ vào tháng 1 và chúng ta phân bổ công cụ dụng cụ vào tháng 1. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta lấy ví dụ thì chúng ta À, để tổng hợp số liệu nên chúng ta có thể là nhìn thấy là nó có những cái bất thường ví dụ như là 242 dư bên có nhưng mà cái này cũng quan trọng tức là trong quá trình mua hàng các bạn có thể hạch toán chi tiền mặt hoặc là hóa đơn mua hàng dịch vụ để các bạn tăng cái tài sản lên hoặc tăng công cụ dụng cụ lên cái công cụ dụng cụ này thì các bạn thường là xuất từ 153 sang nhưng mà cũng có thể có những cái trường hợp là không cần theo dõi kho thì các bạn có thể hạch toán trực tiếp là mua hàng dịch vụ và tăng lên 242 hoặc là chi tiền trực tiếp thì các bạn có thể chi luôn vào tài khoản 242 như vậy chúng ta nhìn thấy là đã có phần khấu hao phần tính phân bổ công cụ dụng cụ ở đây chi phí quản lý lúc này là đã tăng lên 36 triệu lúc nãy là 34 triệu bây giờ chúng ta sẽ khai báo các cái bút toán kết chuyển tự động ừ, nhưng mà trước khi khai báo thì các bạn lưu ý là ở đây chúng ta cần để ý đến cái tài khoản 333 và 133 ở đây cái tài khoản thuế đầu vào các bạn là khi nhập mua hàng các bạn chỉ có 3 triệu 7 tiền thuế đầu vào và có đến 5 triệu tư tiền thuế đầu ra như vậy chúng ta sẽ phải hạch toán một cái bút toán tức là cái tài khoản thuế này cuối kỳ các bạn chỉ được để ở một 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 tài khoản tức là hoặc là dư trên 133 hoặc 2 là, là dư trên 33 trong cái trường hợp này thì các bạn thấy là cái tài khoản 33 lớn hơn cho nên là chúng ta sẽ có cái phần sẽ phải nộp cuối kỳ là sau khi đã khấu trừ 3 triệu 7 thì chúng ta sẽ còn phải nộp một khoản nữa. Và chúng ta bắt đầu bôi đen cái dòng này chúng ta ấn Ctrl C để copy ra vào phiếu kế toán chúng ta hạch toán. Ở đây chúng ta chọn mới. Chúng ta hạch toán vào ngày cuối tháng hoặc là cuối kỳ kế toán chúng ta ghi vào là hạch toán à, khấu trừ thuế ở đây chúng ta ghi cực nợ cho tài khoản 333 với số tiền này chúng ta côn V để dán vào và chúng ta F4 để thêm dòng thứ hai 133 ở đây chúng ta thấy là chúng ta hạch toán có thì sau khi chúng ta hạch toán xong chứng từ này chúng ta quay lại bảng các đối phát sinh chúng ta nhìn thấy thì chúng ta đã thấy là số dư của tài khoản 133 đã hết có nghĩa là chúng ta chỉ còn phải nộp vào cuối kỳ ở cái phần này là 1 triệu 7 sau khi các bạn hạch toán xong thuế thì các bạn bắt đầu khai báo các cái bút toán kết chuyển tự động. Ở đây chúng ta vào mục cập nhật số liệu vào khai báo bút toán kết chuyển tự động. À, chúng ta chọn năm 2014, bắt đầu vào đây ấn F4 để thêm mới, chúng ta ghi vào kết chuyển chi phí eh, tài chính. Chi phí tài chính là, là chi phí tài chính là 635. Ở đây chúng ta ghi vào 635. Ở đây chúng ta sẽ kết chuyển từ loại có sang nợ tức là tài khoản sẽ đi à, số liệu sẽ đi từ tài khoản 635 sang 911 vì chúng ta ghi có 635 và ghi nợ 911 nên là chúng ta để đây số 1 có nghĩa là cái chuyển từ tài khoản có sang tài khoản nợ chúng ta chọn cọ nhận cái chi phí thứ hai chúng ta sẽ phải kết chuyển là chi phí quản lý doanh nghiệp các bạn lưu ý là đối với cái doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì cái chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý được đưa vào tài khoản chi phí 642 cả. Ở đây chi phí tiếp theo mà chúng ta sẽ phải nhập chính là cái phần chi phí tài chính. À, chi phí tài chính chúng ta đã có rồi, bây giờ đây là chi, chi phí khác. 811 và còn một cái phần nữa các bạn sẽ phải khai báo trước là cái phần chiết khấu, cái phần chiết khấu và giảm giá ấy, thì là các bạn lưu ý là các bạn kết chuyển về tài khoản một năm một một và sau đấy năm một một còn bao nhiêu thì mới kết chuyển lên chín một một như vậy là các bạn thấy là chúng ta sẽ phải khai báo cái bút toán là kết chuyển chiết uh, khấu phải giảm giá ở đây chúng ta sẽ ghi là 521 và chúng ta ghi ở đây là 511 các bạn lưu ý là bút toán này các bạn sẽ phải khai báo trước cái bút toán à, 511 lên 911 vì nó chương trình sẽ thực hiện cái việc là cái chuyển từ trên xuống dưới tức là theo thứ tự nó phải kết chuyển từ 521 về đến 511 xong đấy nó có kết chuyển từ 511 lên 911 các bạn đặt số thứ tự ở đây là số 10. Trong các cái trường hợp như sau này chúng ta à, có thêm các cái phần à, à bút toán kết chuyển về chi phí khác. Doanh thu ở đây là chúng ta ghi 511 và ghi có ghi có 911. Ở đây các bạn lưu ý là loại kết chuyển phải là loại 2 tức là từ tài khoản nợ sang tài khoản có. Ở đây chúng ta chọn nhận. Tiếp theo cái chuyển doanh thu tài chính ở đây chúng ta ghi 515 bút toán thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ ghi thêm một cái nữa là có cái doanh thu khác. Chính là tài khoản 711. Ở đây chúng ta chọn số 2. Thì các bạn lưu ý là sau khi chúng ta uh, ghi xong cả rồi thì chúng ta uh, sẽ thêm một cái bút toán ở bên trên này nữa là cái bút toán chi phí ở đây chúng ta sẽ ghi là bút toán thứ 5 chính là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở đây cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 821, các bạn ghi nợ tài khoản 911 và ghi có tài khoản 821. Ở đây như thế các bạn thấy là chúng ta à, phải trừ lại một số các cái số thứ tự để chúng ta khai báo các cái bút toán kết chuyển có thể chi phí phát sinh sau này và cái cuối cùng chúng tôi muốn nói các bạn là cái cái chuyển lãi. Ở đây thì các bạn khi các bạn ghi bút toán cái chuyển lãi thì chúng ta ghi là ghi nợ cho tài khoản 911 và ghi có tài khoản 4212. Thì ở đây thì các bạn lưu ý là chúng ta cái bút toán này chúng ta không cần phải khai báo hai bút toán lãi và lỗ. Và chúng ta chỉ cần khai khai báo một cái bút toán lãi và chúng ta chọn cái số 3 loại kết chuyển để nó tự động tức là nó tự động chốt số dư à, nếu dư nợ trên tài khoản 911 thì nó sẽ kết chuyển về nợ chỉ 4212 và coi như là lỗ sau khi chúng ta khai báo xong thì chúng ta ấn x kết phải thoát ra chúng ta thực hiện các bút toán kết chuyển tự động ở đây chúng ta vào thực hiện và các bạn dùng phím cách để đánh dấu uh, lúc nãy chúng ta còn thiếu một cái bút toán nữa là chúng ta cần phải cần phải cái chuyển phải khai báo đấy là tài khoản năm một năm đấy chúng ta sẽ còn hai cái bút toán cần khai báo nữa là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dang cuối kỳ cuối kỳ hay là các bạn ghi là cái chuyển à, à chi phí dở dang sang giá vốn ở đây các bạn ghi nợ tài khoản 632 và ghi có tài khoản 154 ở đây chúng ta ghi có và tiếp theo chúng ta còn một cái nữa là cái chuyển giá vốn hàng bán cái chuyển giá vốn hàng bán. Ở đây chúng ta ghi số thứ tự là số 7. Ở đây là 911 và ở đây là 632. Sau khi chúng ta khai báo xong thì chúng ta thoát ra và chúng ta vào thực hiện các bút toán kết chuyển tự động. Chúng ta chọn năm 2014. Ở đây chúng ta lần lượt đánh dấu cách để đánh dấu tất cả các bút toán chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ trừ lại cái bút toán lãi tức là chúng ta sẽ kết chuyển một toán lãi sau khi chúng ta đã hạch toán xong thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây chúng ta trừ lại và chúng ta ấn F4 trên mặt phím chúng ta kết chuyển từ kỳ 1 đến kỳ 1 tức là từ tháng 1 đến tháng 1 chúng ta chọn có thì sau đấy các bạn vào báo cáo tài chính các bạn vào bảng cân đối phát sinh các bạn sẽ nhìn thấy là à, số liệu ở các tài khoản từ đầu năm đến đầu 9 là đầu năm đến đầu tám đã hết số dư và ở đây chỉ còn lại là chúng ta thấy là có lãi 10 triệu và theo cái quy định hiện hành thì chúng ta nhân à, 20% là ra thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta ấn con C để copy chúng ta lấy máy tính ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ dán vào ở trong cái máy tính này và chúng ta chọn chia nhân 20 chia 100 thì các bạn thấy là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 2 triệu 051 nghìn ở đây chúng ta ấn Ctrl C để copy chúng ta dùng phiếu kế toán này hạch toán như sau chúng ta chọn mới ngày hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây chúng ta ghi nợ tài khoản 821 phát sinh nợ ở đây chúng ta đẹp 4 thêm mới 3, 3, 3, 4 Như vậy chúng ta hãy toán xong thuế thu nhập doanh nghiệp Và chúng ta quay lại bảng cân đối phát sinh Các bạn sẽ nhìn thấy là có khoản 821 ở đây Chúng ta vào kết chuyển tiếp Cái bút toán à, 821 lên 911 Thì các bạn thấy là các bạn kích vào đây và Các bạn ấn dấu cách để đánh dấu Các bạn kết chuyển từ tháng 1 đến tháng 1 Các bạn thoát ra Các bạn quay lại vào phần à, và phần bảng các đối phát sinh các bạn sẽ thấy là 821 đã được đưa lên 911 và lúc này cái lãi này là sẽ chỉ còn là 8 triệu 2 ở đây chúng ta sẽ vào một cập nhật số liệu và kết chuyển nốt bút toán lãi ở đây chúng ta kích vào bút toán lãi và chúng ta ấn F4 các bạn quay lại bảng cân đối phát sinh các bạn sẽ nhìn thấy là số dư từ tài khoản năm một đầu năm cho đến đầu tà đầu chín đã, đã hết số dư và cái khoản lãi đã chuyển về bốn hai như vậy là chúng ta đã làm xong số liệu của một kỳ kế toán và lúc này thì chúng ta có thể vào bất cứ cái báo cáo tài chính nào để chúng ta có thể xem à, báo cáo tài chính thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy là bảng cân đối phát sinh nếu chúng ta chọn view ấn F7 để hiện ra màn hình in và chúng ta thấy là chúng ta có thể in bằng được kế toán. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách thức để các bạn tổng hợp số liệu báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại và doanh nghiệp kinh doanh dịch